Hey yo, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình trở lại một cái sự kiện là nhận được một cái E4. Khi mà các anh em chạy event là sẽ nhận được E4. Và hôm nay mình sẽ lấy hai cái dòng E4 chuẩn nhất tại cái con game Moolog Container nha. Và mình sẽ phân tích một chút xíu về một cái sự kiện là trứng phục sinh. Một số anh em đang comment inbox nói với mình là sự kiện gì ra nó không được cái gì hết. Sự kiện không ra gì. Và các anh em thấy nè, đây là một cái con game đang rất là ưu đãi cho tất cả các anh em dân cài. Từ trước tới giờ mình review rất là nhiều con game, điển hình như là cái con game Origin hoặc là cái con game Devimu nè, Away, Mu 99B, thậm chí là Mu là Lock 1, Lock 2 và con Mu Chao, Mu Đinh. Thì các anh em thấy coi, không có cái con game nào mà nó nhiều event ưu đãi như là cái con game Lock Container này hết. Vì ở đây là một cái event nào cũng dành cho dân cài, người ta chia theo hai hướng rất là rõ ràng. Một cái là dân cài vẫn nhận được đồ VIP và một cái là dân nạp cũng nhận được đồ VIP, không kém phần hấp dẫn. Thì để cho anh em chúng ta vào trong đây chia sẻ, đây cài cuốc để có những cái món đồ mà cần thiết để phục vụ cho các anh em nhu cầu chơi và sinh hoạt trong cái con game. Thì trứng phục sinh nó cho chúng ta rất là nhiều mảnh. Khi mà các anh em nâng cấp những cái mảnh đó là không phí. Vì sao? Vì mình sẽ chia sẻ cho các anh em một cái mẹo đó, cho các anh em sử dụng tốt nhất những cái mảnh mà không phí. Những cái mảnh trong cái quả trứng phục sinh thì nó cho chúng ta 3 hệ mảnh. Các anh em để ý và hãy nâng cấp những cái mảnh đó. Các anh em nhìn vào trong đây nè, ba cái dòng ở dưới. Cái dòng ở dưới là cái dòng Lemu và kế bên là cái dòng quy hiệu Apple và quy hiệu là K3, quy hiệu K2. Mình nói như vậy cho vắn tắt dễ hiểu. K2 là mảnh Manti, K3 là mảnh Biggie và K4 là mảnh Apple. Thì chúng ta mở những cái quả trứng phục sinh ra có được ba loại mảnh này thì các em hãy kết hợp. Vì khi mà các em kết hợp từ mảnh, ví dụ là mảnh 400, 600, 800, 900 thì cái đó là các em kết hợp nó bị phí. Vì sao? Vì chúng ta mở ra không có dè ve, là không có ngọc random, thì chúng ta cần thiết phải có trao để kết hợp. Và mình nói nôm na dễ hiểu và các em săn trứng nó sẽ hiệu quả nhất là các em hãy lựa ba mảnh Manti và mảnh Biggie, mảnh Apple, các em hãy nâng cấp. Là như vậy chúng ta sẽ phục vụ đúng mục tiêu, không bị ăn phí nè và không có phí thời gian chúng ta chạy. Vì mình nghĩ là sau này nó sẽ cắt mảnh anh em. Theo mình nghĩ là vậy, sau này nó sẽ cắt mảnh là chúng ta cài mảnh rất là cực. Hiện giờ thì người ta cho chúng ta cài mảnh ở một cái chế độ rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Vì chúng ta chỉ cần chạy lông nhông ở trên map, một cái map cố định nào đó, thì chúng ta sẽ nhận được những cái mảnh đó, không mắc cái gì hết, không bỏ ra B để mua vé sự kiện và không cần phải đầu tư vào trong đó là 5 phút, 7 phút hay 3 phút gì hết. Mà chúng ta chỉ cần vào trong những cái map chạy vòng vòng, có mảnh nào nhặt mảnh ấy. Ví dụ các anh em không có chạy đi thì các anh em phải vào trong sự kiện, nó sẽ cho các anh em những cái sự kiện để nhận được những cái mảnh, nó có rất là nhiều. Và trong khi các anh em chạy sự kiện trong đây, chúng ta phải cần một cái vé tích cơ. Mà vé tích cơ đó, một là cài, hai là mua, thì chúng ta đường nào cũng tốn. Và trong khi các anh em đang chơi như vậy, người ta có một cái event mà các anh em không biết tận dụng. Một số anh em nói là những cái mảnh đó nó quá phí, quá chặt gương. Thì các anh em mở ra những cái mảnh mà dưới 1K2 các anh em xóa hết cho mình, giữ 1K1 đảo lại cũng được, giữ 1K1 hoặc là 1K2, K3, K4 thì các anh em hãy giữ lại hết cho mình, rồi các anh em hãy là nâng cấp lên thành một cái mảnh chính thức thì cái đó là nó sẽ không phí nha. Còn những mảnh kia thì cứ việc net hết anh em, cho nó vào trong shop hết, thì như vậy là chúng ta sẽ chạm cái event hiệu quả nhất. Và sau này những cái mảnh đó chúng ta có thể là nâng cấp những con nhân vật của mình. Trong khi là các anh em ở một chế độ là level 1K1, 1K2 thì các anh em chưa có nâng cấp được mảnh, thì chúng ta dựa vào cái lần event này chúng ta hãy tích mảnh để dành. Thì hiện giờ ở trên shop thì người ta bán là 500, 700 hoặc là 400 gì đó, thì các anh em bỏ ra một cái số lượng B nhất định chúng ta mới có thể là mua được những cái mảnh. Mà bây giờ khỏi cần bỏ ngày nào hết anh em, chỉ cần chạy thôi là chúng ta sẽ có mảnh. Và trong khi chạy ngày này qua ngày kia thì chúng ta làm nhiệm vụ, nhiệm vụ nó sẽ có những cái mảnh là chao phá, thì chúng ta lấy cái chao đó mở ra, đó cũng vô đó, cái gì cũng phải ghi hết anh em, rất là thuận tiện đôi bời luôn. Nên những cái event mà người ta đưa ra cái nào cũng có cái lợi hết. Mà mục tiêu các anh em sử dụng coi có đúng với cái mục tiêu không. Nếu mà đúng với mục tiêu thì cái event đó là hiệu quả. Còn các anh em sử dụng không đúng mục tiêu, vừa mất thời gian vừa không hiệu quả, thì các anh em
nâng cấp từ 400, 600, 800, 900 hoặc 1K thì các anh em sẽ vô dụng. Còn các anh em lấy từ mảnh là 1K2, K3, K4, các anh em tích lại đại đó, các anh em có thể là dùng chào mở ra, cái đó là hiệu quả. Mình nói đơm na, vắn tắt cho các anh em dễ hiểu. Vì khi các anh em nhắn tin inbox qua cái Messenger rồi mình không có trả lời cho các anh em lưu lót được, trả lời trong tin nhắn thì một số anh em hiểu, một số anh em không, thì mình cứ nói là những mảnh cấp cao thì hãy ép, còn những mảnh cấp thấp thì không cần ép. Mình nhắn như vậy không biết thì các anh em có hiểu được hay không. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây, mình sẵn mình lấy một cặp bông tai E4, rồi sẵn đây mình review một chút xíu cái thông tin luôn, vì một cái event người ta đưa ra lúc nào cũng là whip hết nghe anh em. Và vào trong đây mình sẽ nhận một cái cặp E4, vì mình đã đủ điểm anh em. Nếu mà nói về cái cặp E4 này 2 ngày thì quá nhanh, còn là 2 ngày gửi thì là đúng chuẩn, 3 ngày là hơi chậm. Còn của mình ở trong đây là 4 ngày, hôm nay là ngày thứ 5, nhưng mà mình đã nhận được ngày hôm qua rồi anh em. Và mình đãi lên ngày hôm nay mình mới làm để cho các anh em biết. Thì hôm nay người ta đãi trong đây là còn 10 ngày, thì chứng tỏ là mình đã sử dụng được 5 ngày mà mình đã có được trong vòng cái like kỳ trước. Mình nói trong vòng 4 ngày là các anh em sẽ nhận được một cặp bông, thì hôm nay mình sẽ nhận cặp bông này và chọn ra 4 dòng ngon nhất có thể tại một cặp bông E4. Vì ở đây người ta chỉ có mình mỗi một cái bông là chỉ có 2 ọp thôi, nên mình không có lựa chọn được 3 ọp nha. Và mình sẽ lấy 4 ọp cho nó chuẩn nhất có thể. 4 ọp là 2 cái nha anh em, và một cái đầu tiên là một cái bên trái. Thì các anh em bấm vào chữ lựa chọn cho mình, sát thương kỹ năng nè, các anh em bấm từ từ thôi nha, đừng có gấp nha anh em. Đây, các anh em hãy lấy cái dòng HP cho mình. Và ở dưới nè, các anh em nè, thấy nè, sát thương hoàn hảo nè. Ở đây là sát thương chí mạng, còn đây là sát thương kỹ năng. Và đây là chỉ là có sát thương, thì các anh em đừng có lấy là sát thương hoàn hảo, sát thương chí mạng, sát thương kỹ năng, mà các anh em hãy lấy cái dòng là sát thương cộng 74, thì như vậy nó sẽ chuẩn 100% cho các anh em luôn, không có nói gì nhiều hết anh em, cực kỳ chuẩn luôn. Và mình sẽ lấy hai cái dòng này nha, mình bấm vào chữ mua, đồng ý. Như vậy là chúng ta đã mua được một cái. Tiếp theo là mình sẽ mua một cái bên phải. Bên phải thì mình sẽ chọn cho em lấy hai dòng nè. Ở trên là dòng tốc độ 7%, cần thiết là phải lấy anh em. Và cái dòng dưới thì các anh em thừa biết nè, cái dòng kia là dòng hoàn hảo, dòng này là dòng chí mạng, và cái dòng Angie. Vì mình đã có nói là cái dòng Angie này là cái dòng hàng guild, để cho những anh em nào mà có dạng dư giả thì người ta mới chơi. Vì một cái bông Angie nó cũng cùng chỉ số thủ, cùng chỉ số tấn công, nhưng mà có cái dòng Angie thôi thì nó sẽ chênh lệch rất nhiều. Mình điển hình và demo cho các anh em biết, một cặp E4 thường không có dòng Angie thì nó rơi vào tầm khoảng 10k, mình chỉ lấy demo. Và khi có một cái dòng Angie nó sẽ lên là 20-23k ngay thời điểm lúc trước, chứ không phải thời điểm lúc này nha anh em. Thì nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Thì mình sẽ lấy ở trên là một dòng tốc độ, thì con class nào cũng cần. Và cái dòng ở dưới là dòng phục hồi Angie 10%, con nào cũng vẫn cần. Và bấm vô mua kết thúc luôn anh em, khỏi nói dài dòng, đêm dài thì nó lắm mộng. Và như vậy mình đã mua. Và ở đây là hai ốp, mỗi một cặp bông là hai ốp, cực kỳ chuẩn. Ở đây là dòng HP và dòng sát thương, các anh em cứ nhớ cho mình là lấy HP nha anh em, và lấy sát thương, chứ đừng lấy sát thương hoàn hảo, sát thương chí mạng gì hết. Mà những cái đó là những cái cùi bắp, cùi chuối. Thì mình sẽ lấy nè, dòng tốc độ và dòng anh ghi. Thì điển hình hiện giờ các anh em thấy là đã mua được cặp bông là các anh em sẽ được là 100% thành công á. Chưa đâu nha anh em, các anh em chỉ nằm ở dạng là 1/3 đường thôi. Vì sao? Vì chúng ta có được một cái sát nè, chúng ta cần thiết phải cộng cho nó lên được 15 là chúng ta sẽ đi được 2/3 đường, và cộng lên được 20 thì chúng ta mới được tuyệt đối là 3/3 là 100%. Chứ hiện giờ chưa có cộng lên thì nó vẫn là cùi bắp, kim cùi chuối nha anh em. Như điển hình là cặp bông của mình đây, cặp bông của mình là cộng 15, như vậy là chúng ta sẽ đi được 2/3 đường. Nếu mà nó ở một chế độ ngon, chế độ max pin thì chúng ta phải cộng lên 20. Còn nếu mà chưa ở chế độ max pin, tiền nong của chúng ta không có và khả năng của chúng ta không đủ, thì chúng ta chỉ chơi cái dạng là cộng 15 thôi, chúng ta sẽ đi được 2/3 đường. Và chừa cái phần trăm cộng 20 đó là cho những anh em nào Dubai, những anh em nào thừa khả năng là người ta sẽ chơi. Thì hiện giờ các anh em có được cặp bông, các anh em chỉ mới bước được cái tiến bước là 1 thôi. Cộng lên 15 mới được là bước 2, và cộng lên 20 mới được bước 3. Thì đầu tiên mình sẽ có được cặp bông. Thì như vậy là ở event lần này mình cố gắng hết sức có thể. Đâu đó thì chúng ta vừa làm vừa chơi, không chỉ riêng về mình mà tất cả các anh em luôn, vừa làm công việc cá nhân của các anh em và vừa on game. Mình đảm bảo với các anh em
3 ngày hơn 4 ngày đảo lại các anh em sẽ có được một cặp bông. Và cặp bông hiện giờ ở giá dao động như cặp bông cùi thì có giá là 5k 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 5, thì trong khi đó các anh em bỏ ra một số tiền mà các anh em chỉ có được một cặp bông cùi, thì trong đây chúng ta chỉ cần bỏ thời gian ra chúng ta sẽ có được một cặp bông whip. Hiện giờ là mình chọn 4 ốp này theo mình nghĩ là whip nhất ở những cái cặp bông hai ốp. Đây giờ chúng ta lấy HB, BK thì chúng ta cần thiết phải HB, vì mình đã có nói khi mà chơi con game này, Pentagram và cái E4, E5 là một cái chân ái, đó là những cái hỗ trợ đắc lực nhất của một con nhân vật. Thì chúng ta lấy dòng HP và dòng sát thương. Ở bên đây mình lấy dòng tốc độ và dòng Angi, thì như vậy nó quá là đầy đủ rồi anh em ạ. Không còn cái dòng gì mà chuẩn hơn 4 dòng này nữa. Những anh em nào mà có thủ thuật hay là những ý kiến về những cái con game này thì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha anh em. Và cảm ơn tất cả những anh em đã bỏ thời gian quý báu nghe mình chém gió hết cái video này. Những thông tin thủ thuật cần bổ sung hay góp ý gì, các anh em hãy comment vào cuối phần video để góp cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nhé. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.